À bơi. Mình coi mình nhập nước cốt ATISO về bán thôi. Nước cốt ATISO à. Con ngồi ngoài quán con canh nó nhiều người hỏi lắm á. Nước chị nghe lạ quắc vậy bay. Ôi nước đó mà lạ gì, nước đó mà học sinh mà nó còn lại đây nó hỏi gần gần đó mẹ. Vậy hả? Đúng rồi. Nhưng mà nước đó có chất lượng không? Anh thấy ngoài thị trường bây giờ mấy cái đồ ăn thức uống là kém chất lượng lắm à. Em thấy ta uống rần rần bị gì đâu. Em cũng uống thử rồi. Ngon. Ngon đúng không? Ngon. Thấy chưa, ngon thấy chưa? Sao con nói con không uống nước lạ mà? Cái chai đó hôm bữa là tại vì người ta cho nên là con uống thử. Thấy chưa?